Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ cho mình xin một like và đăng ký cập nhật clip tiếp theo của mình nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em nhận 30 tốc cần ghi có cái hiệu là RMC trên một cái sàn. Các bạn hiện giờ tốc cần này có thể chơi luôn, sau khi các bạn hoàn thành KC các bạn có thể chơi qua BTC luôn. Các bạn thông tin bạn một người ở là nhận 0.001 BTC khoảng 10 đô ạ. Rồi, để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả mình để đăng ký một cái tài khoản các bạn. Rồi. Như vậy nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào ba dấu gạch, các bạn chọn quốc gia Việt Nam rồi bạn bấm vào register các bạn. Đăng ký giờ này quá dễ. Rồi. Đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn nè. Email anh Nhân Quỳnh 1991. Rồi. Cuối rồi các bạn chọn giùm quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Đâu rồi tờ. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi cái đây thì cái mã code này mình có để phần link mô tả, các bạn nhập cái mã code này các bạn mới nhận được tốc cần các bạn. Rồi bắt buộc các bạn tự đặt từ 8 đến 20 ký tự, có ký tự dưới qua. Anh em lưu ý nha các anh em, mật khẩu của bạn phải dài ít nhất là 8 ký tự, ít nhất có một ký hiệu đặc biệt và một số và một chữ dưới qua và một chữ cái thường. Nghĩa là mật khẩu của bạn phải 8 ký tự, một ký hiệu đặc biệt và một số và một chữ qua và một chỉ cái như thường. Rồi cần nhớ các bạn, vì mình che mật khẩu là khi ép trao hoàn thành anh em bấm vào một cái tiếp nha anh em. Anh em lưu ý mật khẩu không có dấu chấm anh em, một chữ với cái và một chữ với thường và số rồi kìa và một ký hiệu đặc biệt. Đăng ký OTP gồm 6 đầu bô có bự đặc biệt. Rồi sau khi các bạn ấy thì các bạn bấm một gửi OTP nha các bạn. Ủa, các bạn vào cái email của mình để lấy cái anh em thoát gan anh em. Anh em mở mail lên. Rồi nó gửi gì cho tất cả anh em một cái mail nha các anh em. Anh em copy cái mail này là anh em. Đây copy cái mã số password quạt này lại nè. Gửi tất cả các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi. Các bạn qua bắt đầu mát chào nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Email của bạn đã được xác minh. Rồi tất cả các bạn đăng nhập vào nha các bạn. Rồi đăng nhập email và cái mật khẩu của mình, cái gì bằng email và mật khẩu mình che lại nha các bạn. Rồi tụi ba các bạn bấm vào kế tiếp nha các bạn. Trời ơi, gửi thêm cái mã OTP nữa. Rồi các bạn nhập cái mã OTP, bấm đăng nhập ngay vì mất thời gian mình cắt bỏ khúc này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép cái mã số này như hồi nãy nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt vào các bạn đăng nhập. Chịu khó chút các bạn ơi. Rồi đăng nhập. Rồi như vậy thành công nha các bạn. Đây nó kêu tốt nghiệm. Trời ơi, tại nó kêu mình tải app vậy nữa ta. Lui. Khoan các bạn, mình không muốn tải app, mình nhấp vào ba vô gạch. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Hiện tại tốc cần nó có chạy qua cặp BTC các bạn, giá 0.5 đô la cho một tốc cần, vậy mình nhận 30 tốc cần khoảng 15 đô à. Cũng rất là ngon nha tất cả các bạn. Đây thì nó kêu mình cây của si mình mới nhận được. Ác thì mất tải app rồi các bạn ơi. Đây mình tìm cách đi. Con đường 1 rồi tải app các bạn ơi. Các bạn nhập vào Google Play nè. Còn bạn nào xài hơn anh thì áp dạo so các bạn. Mình vô đây mình hướng dẫn cho tất cả các bạn cây xe các bạn. Ác thì
Rồi anh em đăng nhập như nãy anh em. Giá của OTP vào. Anh em đăng nhập mail rồi như đăng nhập như nãy vậy, dính web vậy đó. Anh em vào mail lấy cái mã OCB vào. Kèo này mình sẽ tốc cần này mình sẽ thu mua cho tất cả anh em sau khi tất cả anh em nào mà cái xe thành công nha tất cả anh em. Mình sẽ thu mua cho tất cả anh em. Rồi, khi nó vào giao diện chính như gì nữa các bạn. Rồi anh em bấm vào profile nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào một cây KYC nè. Rồi anh em ghi họ và tên feed name last name mình vào các bạn. Rồi anh em up lên một giấy chứng minh nhân dân mặt trước nè, giấy chứng minh nhân dân mặt sau và cầm một tờ giấy ghi cái từ ID Westrao PC. Anh em ghi anh em ghi dùng chữ là Goku Market ngày tháng 5 nha các bạn, ngày tháng 5 của mình nè, dòng chữ này phan đây mình gạch bự kìa. Dòng chữ này mình cho tất cả các bạn nha các bạn, Gomez ngày tháng 5 và chữ ký giờ tên mình và chữ ký của mình nha tất cả các bạn. Gọi đây thì các bạn tải lên chỗ này thì các bạn tải giấy minh dân bằng trước mình, giấy minh sau đây thì các bạn chỉnh sửa thông tin nha các bạn. Đây thì các bạn chọn bắt bo qua cái đi nè, đó mình chọn ID, mình chọn ID là giấy minh dân của mình các bạn. Còn đây thì ngày tháng năm sinh, còn đây thì địa chỉ nè các bạn, dòng thứ hai này là dòng này là dòng địa chỉ nè nha các bạn. Feed name thì last name các bạn ghi họ và tên, ví dụ như mình tên Quỳnh Nhân Ảnh thì mình ghi Quỳnh Văn với đây là ảnh nha các bạn. Còn đây thì phone number thì các bạn chọn 84 đầu. Ô, chọn Việt Nam nha các bạn, 84 đầu là Việt Nam. Vì mình không có ảnh sẵn nên mình hướng dẫn cho các bạn demo các bạn, mình cây bộ sĩ sau nha các bạn. Ví dụ đi, các bạn chọn 84 đầu chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn ghi số điện thoại các bạn vô nha các bạn. Rồi các bạn gỡ hình không, các bạn nấm submit xong. Sau khi các bạn hoàn thành KYC xong, các bạn sẽ nhận được token có cái hiệu là GMT, token này nha các bạn. Wallet nè. Token này có thể chạy được nha các bạn. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn chạy cái đồng coin này, hoặc các bạn có thể bán cho mình nha các bạn. Vì video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại một comment dưới mình sẽ là hỗ trợ cho tất cả các bạn luôn các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Vì video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn.